À, lúc rồi sao rồi anh Tùng? Anh nghe nè. Lúc rồi sao rồi? Hả? Lúc rồi sao rồi? Thì cũng bình thường vậy đó, nó ở trong nhà với anh đi tới lui là được vậy đó, có gì đâu. Rồi còn căng dây không? Không, tháo dây hết rồi. Rồi chị đem sao đi bán là bình thường cho rồi đâu có ấy, chị đen thì cũng khỏe đâu có gì đâu. Rồi chị đen đi ra đó khám rồi kết quả là đúng là bị dương tính hay sao? Đó bị dương tính mà nó sốt, chỉ như dương tính sốt á, về nhà cũng bình thường đâu có gì đâu. À vậy cái vậy người ta bán rau cải bị dính rồi người ta đẩy ra bán bình thường rồi, mấy nhỏ cũng đâu có gì đâu, có mạnh được tuổi à. À, bây giờ là bây giờ là khỏe hết rồi ha. Ờ khỏe hết rồi, nhưng gia đình tôi khỏe hết trơn đâu có gì đâu. À, rồi vậy cũng còn, cũng mừng. Đại chị mà có cứng tháng thì đăng ký tiêm bích kim cho nó, tại trong nhà có hai đứa lớn chưa tiêm bích kim với chị mày á. À, tại vì chị xanh đó ha. Xanh còn yếu quá rồi, đâu dám nuốt nó mạnh lắm rồi đâu, anh đâu có dám cho đâu. Tại là chị chích hoài đâu có đăng ký chích đâu. Để cho nó mạnh mạnh cứng 7-8 tháng vậy á, mới dám chích thuốc nó vô được. Thế nữa vô mình chắc thì vô mình trình trạm rồi đó, cho nên trạm y tế trình nó mới chích mới tiêm được. Từ lúc này cái nhà mà của anh đó nó bị siêu đó, rồi có mướn thợ lại làm không? Anh có ông bạc là lo nậu lo mấy đứa nhỏ không á, ba tiền mà ta cho đem qua hết cho mình còn nữa mướn thợ. Cái bệnh nè, quá bệnh rồi người ta không dám đợi nữa, người ta không dám đợi gần nhà mình nữa. Cái nói anh kêu ý vậy đó, ba anh qua hỏi ba anh rồi kêu nó ấy vậy đó, là anh kêu đỏ ra sửa rồi thì anh sửa đi, còn mấy thì anh xin cây ta về tự anh sửa rồi anh mới ấy, anh nói gì sao mình anh sửa được, cái kiểu mà bệnh quá bệnh đó thì người ta không có cho là gần gũi nhà mình đó. Ừ. Thì anh kêu đỏ sửa được thì sửa đi, với nói đất mình ở đây không chưa không hợp pháp có gì đó. Có chị đen đó không? Cái gì? Có chị đen đó không? Có ở trên nhà nè. Đưa máy chị đen em nói chuyện chút mà. À. Dạ. Được rồi. Bỏ tay nói chuyện với anh nè. Nghe. Rồi bữa hổm bị chị bị sốt hả? Không có sốt có gì đâu, nó đâu có nóng đâu có gì đâu mà sao mà nó vậy đó, dễ nữa nó nói đi. Test hai gạch hả? Hả? Test hai gạch hả? Tại vì bữa đó chị la mấy đứa này nè, nó khang tiếng. Ừ. Những đầu nó ở đâu mà la rồi xanh mới vừa xanh khang tiếng nữa lại nó test là dính hai gạch rồi đi đó. Rồi có mình anh chị mấy đứa nhỏ có dính không? Có mình anh chị đi à, dở nữa sao lại ba bốn đứa sao lại á. Rồi ba đứa mới đi. Ba đứa lớn đi. Ba đứa kia nó cũng sốt luôn hay sao? Thì nó cũng nóng sốt vậy đó. Ừ, chắc bộ y tế rồi lại test luôn hay gì vậy? Ai? Ừ. Thì vô đó thì khỏe ha, không có sao ha, giờ khỏe rồi ha. Nhờ khỏe rồi, cũng ở nhà nè. À. Ở nhà làm đầu cho nó ăn luôn. À, rồi cũng mừng. Chung thì vậy cũng mừng. Nha. Rồi lúc mà mình đi như vậy rồi cái bé mà chị mới sanh đó rồi sao? Nó đi theo luôn hay sao? Ổng nó đi theo luôn chứ bỏ nhà ổng có giữ được đâu, bây giờ năm đứa nhỏ nhà mà ổng giữ còn không xong. Trời ơi, gia đình đẻ nhiều quá sao giữ nổi ổng đàn ông nữa. Thì bởi vậy. Rồi xuống dưới rồi chị lo mấy đứa, còn anh Tùng ở nhà lo mấy đứa? Bốn đứa. Ở nhà anh Tùng là bốn đứa còn... Nhất ba đứa kia, nhất ba đứa kia bên kia, đứa đâu có mẹ con đổ đặt mặt sao. À... để ba đứa kia bên kia ha. Còn chị thì với cái bé thứ 9 ha. Cái nhỏ đó là chung đó, chung phòng. À. Còn nhiều là ở nhà là anh Tùng giữ. À. Còn năm đứa nhỏ ở nhà là ổng giữ á. Trời ơi. Đã khổ rồi, đã khổ mà còn bị dính mà dính nó bệnh nữa. Nó la không có tiền mà mua sữa cho nó nữa, nó la làng vậy mà tiền đâu, đi xuống đó là ai cho mua uống gì.
Hồi bữa Tôi hổm gửi cho nhóc anh đó đâu có mua gì được đâu. hồi bữa hổm em gửi cho cái số tiền còn dư của Mạnh Thường Quân đó là hình như là 6-7 triệu gì đó, là không có làm cái sửa lại cái nhà sao? Không có sữa gì hết trơn, mà từ mà bữa bệnh tới giờ đó là mua đồ cho mấy đứa nhỏ xong là sạch con rồi. Để Vậy nhà hả? chẳng mua đồ đó. Rồi bây Chứ giờ là chị đâu có đem theo được cái 500 ngàn mà cùng mua gỡ người này gỡ người kia mà còn cũng được nữa. Đầu sai mượn công an á, chị lên công an chứ mua giùm. rồi bây giờ là cái nhà nhà của anh chị là để gì ở luôn hả? Vì để gì ở luôn chứ sao giờ mưa tạt ướt người gì vợ chồng đứng đó là che đậy lại cho nó. Bây giờ bệnh này người ta đâu có dám mà đi cắt nhà đâu, còn mẹ chị đẳng cũng cắt nữa thì coi cũng nghỉ không cắt nữa kìa, Sao? cắt nửa chừng nữa bỏ luôn. Tại bây giờ dịch quá rồi, thành ra ai cũng vậy chứ, ai cũng hạn chế hết trơn á. Bởi vậy bà phải chị đi đâu đâu ở nhà mà cùng vậy đó. Mà mình nhớ mình có tiếp xúc với ai không mà sao mà mình lại dính kỳ vậy? Không, bỏ nói rồi ở trong nhà không mà không có đi đâu hết trơn á, mua đồ mua đạc gì á, mấy đứa nhỏ đi mua với ảnh đi mua không đó, chứ có là chị đâu có tiếp xúc với ai đâu Em là vậy đó. sợ là cái đề kháng của chị mới sanh chị yếu rồi mấy đứa nhỏ hoặc là anh Tùng á đi ở ngoài về mà không chịu xịt khuẩn á rồi nhiều khi á nó bay qua bên chị á rồi đề kháng chị Vậy yếu á rồi nó nhập luôn. chị nói vậy nó ổng cũng chịu, ổng chỉ chị ổng nói Nó là có tao virus tao này chị nó vô không hình mà mình đâu có thấy nó được đâu, nhiều khi nó bám lên tay bên chân mình về mình không xịt khuẩn là nó cái nguy cơ nó dính dữ lắm, bác sĩ ta cũng có nói mà. vậy Đâu là phải nói là là ổng không. nó truyền qua mũi không đâu, nhiều khi cái người ta ắc xì ta nói chuyện đó rồi cái virus nó qua bên tay rồi mình về mình không rửa tay rửa chân sạch sẽ thì lúc mà ăn cơm nước đồ hoặc là ngồi kế bên đồ đó nó nhảy qua. Vậy vậy nói là ông không nói là tao có bệnh có gì đâu mà Bởi tao. vậy bây giờ gia đình phải kiếm cồn đồ người ta về người ta rửa tay rửa chân sạch sẽ nha. Dạ Thấy mua cái cồn để nè, mua mấy em dạy giờ cũng muốn chưa? hết nữa. Thì mình đi đâu về mình vệ sinh sạch sẽ là cái khả năng bị dính bệnh khó lắm. Tại vì mình xịt vô là nó chết queo rồi, tại vì cái cồn 70 độ 90 độ là con virus là nó đâu có chịu nổi cái độ nóng đó, là chết à. Mình kỹ mới được chứ gia đình chị con cái đông quá trời luôn 9-10 đứa. Nhỏ nhỏ không à. Có gì mệt lắm. Ổng cái gì ổng cũng cãi chị hết trơn á, nói lộn mất công quá, thật nghĩ ai ổng đi làm đi Giờ anh chứ Tùng chị mấy bữa có đi nay anh đâu có đi đâu, làm không? làm gì có đâu có sợ đâu mà có ổng đi xịt cá xuống cá rồi á, người có mà ăn đi sửa cái xịt đồ lại Bây chỗ giờ thiếu người ta tập dung mất. người ta đã mở chốt hết trơn rồi đó, coi đi xin việc làm hay là đi kiếm cái gì làm đi chứ còn không lẽ đi cầm cái máy xiệt đi xiệt hoài. Bởi vậy mà đi kiếm người mà người ta không có sở nữa, người ta mới là đuổi người mất rồi đi kiếm người này người kia, giờ ở Hồi ngoài đẻ sen đó bá sen đó người ta nói cũng chưa có sen chưa có nào có liên ta điện cho hay. hồi mới ban đầu á hồi mới ban đầu em cũng có gợi ý với gia đình á là em kêu là đi bán vé số đi rồi người ta hỗ trợ vốn cho mà ông Tùng không chịu đi. Trời ơi, chị với dì ham đi lắm, còn trả không có chịu, còn trả nói á, đi với dì con nít con thôi xong mà dì trả thì sao giữ rồi, còn trả đi bán, còn trả đâu có, chẳng sợ, trả đâu đi bán được đâu. Trời ơi, đã nghèo khổ mà còn mắc cỡ nữa, bó tay luôn. Nó gia đình nhờ làm như vậy đó rồi Mạnh Thường Quân người ta nghĩ thương rồi đó. Chứ đi bán á, chị đi bán á, cũng có nhiều đó cũng đâu có đủ sống đâu, thấy rồi gọi người trả ăn uống thôi đánh đây cầm trăm tờ với số bán rồi á, tiền nàng trả ăn sáng đi 10 ngàn rồi giờ tiền gói thuốc hút nữa hết nhiều rồi.
Nhớ bây giờ Bà nếu mà hai vợ chồng ở nhà không thì cũng có lấy cái gì ăn, phải không? Bây giờ mình làm một ngày 50.000 thì cũng được 50.000, ngày năm 30.000 cũng được 30.000. Nếu mà hai vợ chồng không làm thì lấy cái gì ăn? À, nuôi chín lấy đứa lấy cái gì cũng đâu mà có nuôi nổi mấy đứa? đủ, bán nếu mà mình bán cũng đâu có đủ tiền mua sữa nhỏ đâu. Bây giờ Nhưng mấy ông dài người ta thấy vậy người ta cũng mua thùng sữa giờ hết rồi, mà bây mua giờ thùng sữa nếu cho nếu nó dài hết trơn. nếu mà chị nói như vậy rồi, nếu mà chị bán mà nói chị không đủ tiền mua sữa vậy rồi chị không bán thì tiền đâu chị mua sữa? Bởi vậy giờ á bệnh gì rồi, chị đâu có đi về bán lấy Không cho lẽ tôi. hai vợ chồng ở nhà hoài? Bởi vậy bây giờ chả được kiếm sở chả làm kìa, chả chạy đi kiếm hoài, đi quằn đi kiếm hoài rồi coi coi có sở gì nặng. Em thấy người ta đi bán vé số người ta cũng che chắn đầy đủ hết trơn, rồi bịt khẩu trang, rồi thêm cái kính nữa, rồi người ta làm cái cây đó, rồi người ta để cái gỗ lên cái cây đó, người ta mời vé số, ta mời vé số cho bà con đó thì cũng rất là an toàn chứ có gì đâu. Bây giờ người ta cũng đi bán đầy cho người dịch thì dịch thì bán chứ bây giờ mình cũng sống chung với dịch đâu phải là gì đâu mà mình sợ nó, thì trời kêu ai nấy dạ thôi, cũng phải lo kiếm tiền chứ. Bây giờ hai anh chị ở nhà không, mà chị thì không nói đi, chị bệnh không nói, nhưng mà anh Tùng phải đi kiếm việc làm chứ. Mạnh Thường Quân người ta đâu có giúp hoài cho anh chị được, đúng không? Tính là tới lúc đi rồi được, đi được cái không đi bán cái ở nhà gì chết luôn á. Đúng rồi, gia đình mà tới chín đứa đâu phải ít đâu, một hai đứa nói gì mà chín đứa. Để ở nhà nếu mà xong hết rồi tôi thuốc ngừa rồi xong hết rồi nào xin ăn lại để cho khi giữ bé đi bán chứ còn ẩn giọng đi hành cái gì ẩn mà cái ở nhà xong bất tức lắm. Đó thì bởi vậy thì em có ý kiến, mới đầu em có ý kiến với gia đình vậy đó, cho anh Tùng đi bán vé số đi, nó có đồng vô đồng ra, ngày nào cũng có. Còn mà nếu mà mình làm lúa hoặc là làm gì thì nó tới vụ nó mới có việc làm, hoặc là tới bẻ sen thì người ta kêu mới bẻ chứ đâu phải là bẻ hoài. Nói vậy Nó là tại làm như vậy đó, phấn ông đấu không lên với người ta chứ. Còn mà ai kêu làm năm bảy bữa mà làm một hai bữa nghỉ cả tuần lễ, nghỉ nửa tháng thì lấy cái gì sống nữa, sau này con của anh chị lớn lên khổ, mà mấy đứa nít là nó chịu khổ á. vậy thấy mẹ khổ thì con mới khổ theo chứ sao vậy. Rồi bây giờ là dây nó mở hết trơn rồi ha. Mở hết rồi, mở người ta đi Rồi bán rồi bình rồi thường hết trơn rồi. rồi rồi có bộ y tế có lại test lại thăm chừng chị không? Không, ở dưới đưa về là kêu cách ly làm sao là cách ly vậy đó chứ không cho đưa bước ra ngoài. Thì đúng rồi, thì ở khi mà đi bị bệnh thì đi xuống dưới, xong rồi về nhà phải cách ly thêm 14 ngày ở nhà nữa. Rồi Rồi bộ y tế ta lại ta thăm chừng nữa, rồi coi vậy coi đó. cái tình hình coi virus nó còn không, rồi lúc đó rồi mới thoải mái được, mới đi được. Hiện tại là bây giờ chị cũng nên hạn chế, đừng có đi ra đường nha, ở trong nhà thôi, mấy đứa nhỏ gia đình cũng ở trong nhà thôi. Có đi đâu không? Ở nhà thôi mà. Cho ông đi đâu ông đi, ông mua rồi mua gì ông mua ông đi, người ta cho vậy chả chạy đi lấy vậy. Khi mà đi ra đường ta đeo khẩu trang với đeo kính vô, mua cái kính mà loại hình như là có mười mấy ngàn một cái gì đó, có cái kính bảo hộ thêm cái mặt nữa đó, rồi thêm cái khẩu trang nữa, về nhà xịt khuẩn là nó rất là an toàn. Cũng có kìa, bữa hổm mua lâu lắm rồi, để em mua để nhà kìa, đâu có đi đâu đâu mà ăn. Nhưng mà anh Tùng á, cái người nào đi á thì người đó đeo vô, còn ở trong nhà đâu cần đeo. Nói vậy em chả nói là trời ơi không à, chả không có sợ gì hết Trời ơi, điếc không sợ súng hay gì? chỗ con ông sẽ nói nè không có sợ còn thằng nào hết trơn á, ông sợ con người út con người hoài thì không có sợ gì hết, ông giỡn nói Gì? là ông hoài rồi ông nói là không có sợ gì hết tới chỗ chắc. Anh Tùng nói ngang quá, nói kiểu đó đâu có được. Bởi vậy nói đâu có khuyên ổng quá trời khuyên rồi, nói là ổng không chịu nghe gì hết trơn á. Mình phải lo cho con cái mình, rồi mình lo mình cũng phải suy nghĩ tới cộng đồng bà con chứ, đâu có phải như vậy được. Mình làm vậy là không có đúng. Rồi lúc gọi là chị là cũng như là
Cơ thể rồi nó khỏe ha, không có gì Khỏe hết ha. rồi. Thôi gì cũng mừng. Chị đưa máy lại cho anh Tùng, em nói chuyện với anh Tùng cái ha. Nè thì thủy đưa cho Bữa hổm á, cái anh nhờ ai đó, nhờ cái người em nào của anh đó chuyển khoản cái gửi cái số tài khoản đó chuyển qua bên cái người đó. Bây giờ anh có lại có thể là lại nhờ người đó được không? Tại vì có Mạnh Thường Quân ở bên em, người ta cho tiền chị đang uống thuốc nè, cho mấy đứa nhỏ uống sữa nè, giờ có thể là xin cái số tài khoản của cái người đó để em chuyển tiền qua không, của chị Loan ở thành phố gửi. Để kêu anh chạy vô nó rồi anh nói nó rồi anh kêu nó anh điện đi tin ha. Anh nữa rồi có gì gọi cái thấy hình cho em ha, đặng Rồi đặng đặng nó cái em máy gửi cho nó cho bà con thấy rõ ràng thì cái máy nó cái máy cảm ứng của nó rồi nữa anh kêu nó ấy rồi mình gửi qua rồi anh kêu nó điện lên Zalo cho mình thấy nó. thì có chị Loan ở thành phố gửi cho chị Đen với mấy đứa bé uống thuốc là 2 triệu, rồi với một người ẩn danh gửi cho 500 là 2,5 triệu. Thì nữa có gì anh lại cái bà chị giống cái người em của anh mà bữa hổm em đã chuyển, tại vì em không có qua được đó thì Chuyển em 7 chuyển triệu y của đó gan cho như anh vậy đấy đó. không? Thì em cũng chuyển y gan như vậy, kỳ này em cũng chuyển y gan như vậy đó, tại vì em không có qua bển được. Thì tổng cộng là 2,5 triệu chị Loan ở thành phố, 2 triệu rồi một người ẩn danh 500. Để nữa anh nói với nó rồi nói chuyện với nó rồi kêu nó ấy lên cái hành kêu nói chuyện với nó Nói chuyện với cái người đó, nhưng mà anh phải gọi thấy hình cho em thấy rằng em quay lên cho bà con thấy là em đã gửi cho anh rồi, hiểu không? biết rồi như anh nhậu cái đó luôn ngày anh vô nói rồi cho tới mặt nó nhậu về người tới mặt Dạ anh dạ luôn dạ dạ đúng rồi, rồi vậy đó mới đúng. nói anh biết rồi vậy gan bữa đó cứ nhảy cho anh đi gan vậy đó. Rồi vậy thì chưa chút là khi nào cũng Rồi chừng nào anh đi lại đó đi, rồi có gì điện cho em thì em chuyển qua là nhanh lắm, chứ đâu có đi gửi bọng gì đâu, em tài khoản em chuyển qua mau lắm. ấy chưa chút anh có rảnh anh làm chuyện nhà em chưa rồi anh vô đó anh nói với nó rồi chuyển qua cho anh nha. Rồi có gì anh điện cho em nghe. Rồi. Rồi hiện tại là em không có qua bển được ha. Anh cũng đi gửi đây nè cho cái giấy chim giúp giò đứt chim 2 mũi nào vậy cho giấy đi tới lui mặn ăn được nè bây giờ bệnh còn quá không có đi mặn được Bây ông giờ hết là cỡ mặn luôn rồi. sống chung với dịch rồi, anh cũng phải lo mà đi kiếm việc làm để lo cho tụi nhỏ nghe, chứ không có ai mà lo cho anh hoài đâu. Mạnh Anh Thường biết Quân người rồi ta anh không cũng có đi giúp cho hoài đâu. bông mày chắc để khoảng cỡ tháng 2 tháng nữa mới có bông anh trả thầy cho bên Mỹ mà Bây giờ anh kiếm trong thời gian này thì mình đi kiếm việc khác mình làm. anh Thiếu cũng đi thiếu hoàng gì việc tư chứ làm. bư vào anh bư vào đi mặn chứ dễ gì không đi à anh cái giò tại anh mới biết khi nào qua đây nó khi nào anh ở nhà đâu đi mặn tới ngày á giờ ở nhà anh nhốt hai mấy ngày vậy bức bức cho mình với gai á đi mặn cũng được tại trong nhà mình bệnh rồi biết sao giờ đây để đây có gì anh vô cổng mà anh điện đi con rồi Rồi, rồi vậy đi ha, có gì rồi nữa thì điện cho em ha, đặng đặng em quay lên cho bà con thấy ha là em đã gửi cho anh rồi ha. anh điện Zalo điện cho số này hay Đặng là anh điện cho cái anh điện kêu cái người em của anh á, có Zalo của em đó, điện qua, tại bữa hồi lúc trước có kết bạn đó, nhớ chưa? vậy là còn cái số đó phải không rồi 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 vậy thôi rồi đi ha. ra đây rồi 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 chào thấy anh. rồi chơi chút rồi đấy đi ra đây Rồi nhận được rồi đúng không? đúng rồi cưng. Chị Loan ở thành phố 2,5 triệu, 2 triệu, còn Mạnh Thường Quân ẩn danh 500 là 2,5 triệu đúng không?
Chị Loan ở thành phố là 2 triệu. Chị một người ẩn danh 500 nữa là 2 triệu rưỡi. Em mới chuyển cho tài khoản cho em của anh rồi đó nha. Nói với chị Loan đó, mấy chị Loan thành phố gửi cái thành phố cho anh, gửi lời anh cảm ơn chị nha. À. Rồi. Rồi cái chị ẩn danh đó cho anh 500 nữa rồi nói với chị cũng anh gửi lời anh cảm ơn luôn nha. Rồi rồi. Cảm ơn chị nhiều ha. Rồi cố gắng lo đi làm kia kiếm việc làm nha. Anh cũng gắng chờ cho nó hết ổn ổn rồi chị đó ấy được, anh cũng đi mặn đây nè, anh cũng đi quặng mặn cái lắm. Em đây nó cũng đi quặng mặn mà không có nè. Rồi em anh cũng làm đi mặn lắm anh biết anh rồi. Rồi em chỉ giúp anh tới đây thôi đó nha. Tôi cố gắng làm nha. Rồi. Vậy anh có mà đừng hảo. Rồi. Rồi vậy chào anh nha. Rồi, như thôi chứ.